trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Cháu Đức xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay cháu Lực có nhận được một cái phần quà là của bác Lê Thị Hằng của bác ạ. Cái phần quà này là đáng lẽ ra là cháu Lực nhận được độ tầm 2 tuần về trước rồi. Hơn một tuần một chút cô bác đấy. Nhưng mà do là khi mà lấy hàng về cháu Lực cũng không có để ý rằng là ở nhà cháu Lực còn một thùng quà là của bác Hằng đấy. Cho nên là hôm qua cháu Lực lục lại thì mới thấy là phần quà là gửi tới cho em Quân. Thì hôm nay cháu Lực xuống là trao phần quà cho em Quân với lại gia đình của cô bác, và đồng thời cũng như là đi xuống ghi hình lại một chút thước phim về cái cuộc sống hàng ngày của gia đình em Quân một chút cô bác. Có lẽ là hôm nay cháu Lực đi xuống thì không mong rằng sẽ không có câu chuyện gì mà em Quân kể thêm với cháu Lực cả. Hôm trước khi mà cháu Lực xuống thì phải nói là không, khi mà một người lạ ở đấy cô bác, ở đây thì không biết là người nào, kiểu là chắc là cần có con nuôi hay là cần làm gì không biết, có xuống gia đình của em Quân là hỏi là mua bé Hiếu với cô bác. Nhưng mà trong đó thì rất là may là gia đình của bé Hiếu thì không có ai muốn bán em đi cả, để đánh đổi một số tiền là rất là lớn. Hôm nay thì cháu Lực vừa xuống trao phần quà và vừa xuống gặp em Quân thêm một chút đó cô bác ạ. Hay cháu Lực cũng trong thời gian qua thì phải nói là rất là cảm ơn tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị đã luôn luôn quan tâm tới những hoàn cảnh mà trên kênh Bản Em của bác. Và bây giờ thì cháu Lực đang xuống ở đây thì thấy là ông là cắt cỏ một mình. Không biết là em Quân là hôm nay ở nhà làm việc gì, không thấy lên cắt cỏ cùng ông của bác. Có lẽ là em Quân đang bận thêm là một chút công việc gì đấy của bác ạ. Cũng mà hôm nay hòn nhà đưa vào cùng. Mà sẽ eo chứ. Để các hòn khai bao nhiêu cùng nào. Ông thì vừa đi cắt cỏ còn vừa cầm theo cả cái dao này của bác này. Dao này thì không biết là nãy em Quân lên hay là em mới phát, em Quân lên hay là ông cầm theo. Đấy, cho Lực nhìn thấy là ở phía bên này cũng nhìn thấy là ông mới phát, ông với lại Quân ở nhà thì phát những cái cỏ dại này rất là nhiều. Măn máy này là cùng đám đi đưa vào cùng cái cả đám á. Thế mà ăn ít tư bố cùng ở đây thì ông nói với cháu Lực rằng là cây sắn này thì là được ông trồng từ năm trước rồi. Đấy, ông thì phải nói là ở nhà cô bác, ở nhà là chỉ có đi cắt cỏ với lại lấy củi là nhiều thôi. Đi mua mỏ bài cũng nó mổ đó. Mẹ ông thì cũng rất là có tuổi rồi của bác. Ở nhà thì vẫn còn rất là chịu khó đi làm việc này việc nọ. Đến mùa mà ông làm ruộng của bác, ông còn phải đi cày ruộng như ông của em Sử.
Ở đây thì ông quật sử thì các cháu cũng đã lớn lên hết rồi, thành ra là bây giờ cũng bớt lo đi một chút rồi. Còn ông Quân thì các cháu vẫn còn rất là nhỏ. Thí dụ như em Hiếu nữa, em Hiếu thì năm nay mới có được có 3 tuổi rồi cô bác ạ. Thành ra là ông với bà vẫn còn phải lo lắng thêm rất là nhiều điều. Mặc dù là em Quân là em ấy lớn rồi, em ấy cũng biết suy nghĩ rất là chín chắn, nhưng mà có đôi lúc thì em ấy sẽ em Quân sẽ không có suy nghĩ bằng ông với bà. Mặc dù là bây giờ Quân thì có khỏe còn khỏe đấy cô bác, nhưng mà phải nói là cái này thì không có cắt được, thành ra là cháu Đức sẽ không có hộ ông cắt nữa cô bác. Quân thì không biết là giờ đang ở nhà là làm công việc gì. Thế bây giờ thì cho ông cắt cỏ thêm một lúc nữa, thì một tí nữa cháu Đức sẽ lên cùng với em Quân là bác cỏ về nhà sau cô bác. Này ông à, này cũng cũng còn nhà xuống đấy cả à, bây giờ nữa hôm nay thì bé Hiếu chắc là đi học đến chiều thì ông cũng bảo là bé Hiếu đi học đến chiều thì mới về cô bác ạ. Thế còn bây giờ thì một tí nữa đến gần nhà của em Quân thì cháu Đức sẽ tiếp tục ghi hình sau cô bác ạ. Cái đoạn đường này thì hôm qua là các anh chặt cây cô bác, thành ra là đi hơi khó, thì vừa đi vừa ghi hình lại cũng hơi là khó cô bác. Đấy, như chuồng dê của nhà Quân thì hôm nọ cháu Lực cũng đã nói rồi các bác ạ. Bây giờ thời điểm vào hiện tại đến mùa đông thì cháu Lực cũng đã xin bác Thảo Đố rằng là để một thời gian nữa cháu Lực xem như thế nào thì cháu Lực sẽ mua dê cho em Quân cùng với lại bà. Hôm nọ thì cháu Lực có đi xuống nhà em Hưng các bác, thì chứng kiến cái cảnh mà dê của Hưng không biết là lý do tại sao mà lăn đùng ra chết một con ấy. Thành ra là cháu Lực phải suy nghĩ lại thêm một chút để mà cháu Lực mua cho em Quân với lại ông bà cô bác. Hãy đợi bà làm xong việc thì sẽ lên mở cái thùng quà đấy sau. Đấy. Quân bà bảo cho Lực rằng là ngày mai là đi hộ nhà bác lại dựng lán đấy cô bác. Thành ra là tối nay là phải chuẩn bị là nhiều đồ hơn, để mà tối nay là phải chuẩn bị là rau lợn như cỏ mọi cái thì ngày mai mới đi mới đi hộ được. Ở phần phía bên ngoài này thì phải nói là khi bây giờ bước vào mùa đông của bác thì cái ngôi nhà của gia đình của Quân ấy phải nói là gió lùa vào rất là lạnh lẽo. Và tiếp vào. Như chỗ ngủ với lại chỗ ăn uống của gia đình nhà Quân ấy thì cũng phải nói là bây giờ thì ở trong nhà là dần dần có thêm nhiều đồ một chút cô bác. Những cái thùng quà thùng đồ thì được các bác gửi lên tới cho gia đình của Quân thôi. Đấy, Quân thì ở đây là Quân em cũng biết là quần áo là treo lên móc mọi cái gọn gàng hết. Chút xin nữa, chút xin nữa. Ờ phò. Bé Hiếu thì là đi học cả Quân. Thế hôm nay trong thời gian vừa rồi thì còn có người lạ về hỏi 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 nữa không? Vẫn chưa à? Bé Hiếu thì sáng sớm là bà đi học rất là sớm cô bác. Ở đây thì cháu Lực cũng nói lên rất là nhiều lần rồi. Đến mùa đông này thì phải nói là nhìn bà với ông rất là tội luôn. Mà sức khỏe của mình đã không có rồi, còn phải gánh chịu cái một cái gánh nặng mà phải nói rất là lớn của bác. Như Quân thì phải nói là em ấy cũng là một người làm biết suy nghĩ rồi, nhưng mà có nhiều điều còn không biết bằng ông với bà đấy. Thành ra là ông với bà còn là do lo lắng rất là nhiều. Thế còn bây giờ thì cháu Lực sẽ còn là bây giờ thì cháu Lực sẽ đi vào bốc cái phần quà của bác Lê Thị Hằng nhá. Đấy, bây giờ thì Quân lấy dao ra một chút đi. Đấy, trong này thì chắc là có quần áo hay là gì, tại vì cháu Lực nhìn thấy là đây là có ghi ở ngoài là mùng với màn cộng thêm là quần áo nữa. Phải nói là cũng
Qua thước phim thì cháu Lực rất là mong là bác Lê Thị Hằng, bác thông cảm cho cháu Lực một chút cô bác. Một cái sơ suất của cháu Lực Đấy này, một cái ép ở đó. cháu Lực Tạo chưa ở đây thể chị. trao phần quà tới cho em Quân. Đến thời điểm hiện tại thì cháu Lực mới trao được. Mời xin. Quần áo rơi. Ai à. Mỗi lần mà anh xuống cầm theo một thùng quà này thì Quân có vui không? Có. Đó. Mỗi lần anh xuống là cầm theo một thùng quà là được các bác là gửi lên cho. Mở ra xong hết đợt. Ở đây thì gồm có cả cái màn này. Đấy, cái màn này thì đến đến mùa mà có muối nhiều ấy, thì căng lên này có hai cái là Quân một cái là ông bà một cái nhá. Đấy. Có cả áo len này. Cái áo len này thì để dành cho bà thôi. Này phò. Đấy. Đấy, áo len thì dành cho bà. Đấy, bà thì phải nói là rất là vui cô bác. Bà nói bằng tiếng nùng với cháu Lực ấy. Đấy, áo này cũng là của bà này. Đây cái này cái phò. Đấy, áo này cũng là của bà này. Còn những cái áo này thì áo của vào mùa hè thôi, thì để cất đi là đến mùa hè thì mặc Quân nhá. Đấy. Đấy, đây. Đấy, đây cũng là áo của mùa hè này. Đấy. Đấy, ở đây thì cháu Lực nhìn thấy là em Quân là lao động rất là vất vả nha cô bác ạ. Thành ra là cái thân hình và cái khuôn mặt của em thì có vẻ như là không có bằng như bao thanh niên người khác cho lắm. Ở đây rằng cô bác nhìn thấy những cái vết trên tay của em Quân thì cũng đã biết rồi, có rất là nhiều những cái vết mà như kiểu cỏ cắt hay là cây cối mà đâm trúng ấy. Lao động quá là nhiều cô bác, có khi còn lao động quá là sức của mình luôn. Này đây là của bà nhá, này cái này cho cái bà phò này. Cái này là của này cũng là của bà này. Đấy, áo của con gái là của bà thôi. Áo này thì quần ở đây là một bộ. Đây là một bộ này. Bộ này là như kiểu bộ áo thể thao ấy. Đấy. Thì Quân xem là Quân mặc hay là ông mặc nhé. Là có anh nhìn thấy là có hai bộ này. Đấy, ông một bộ là em một bộ đi. Bộ bé thì cho em, còn bộ lớn thì cho ông. Đấy, cần mũ đây là mũ của bà này. Đấy, phò. Đấy. Đây, đây là cũng là áo của bà nhá. Đấy, bà thì người nhỏ cho nên là mặc những cái áo rất là nhỏ thôi cô bác ạ. Đấy, áo này cũng là của bà thôi này. Đấy. Đấy, thùng đồ này thì có của bà rất là nhiều này. Đấy, váy này thì là váy của bé Hiếu nhá. Đấy, vào mùa này thì chắc là chưa có mặc được váy này đâu, thì cất đi là để đến hết mùa đông thì mình mặc sau. Đấy, cái này là cũng là của bà này. Đấy, những cái áo hoa văn văn tím tím này là của bà hết thôi. Đấy, đây là áo của con gái này, cũng là của bà này. Đấy. Bà thì phải nói là nói đi rất là xa cô bác, phải nói bảo là khi mà chết đi thì cũng nhớ đến cháu Lực. Đây, quần này thì là quần của con gái nhưng mà bà thì không có mặc được đâu. Quân là xem là bạn nào ấy mà mặc được thì Quân có thể chia sẻ, còn không thì Quân cứ để đấy cũng được. Đấy, sau này để bé Hiếu lớn lên cũng được. Đấy, quần này thì là quần của Quân rồi. Đấy. Rồi. Ui rồi, có khá là nhiều quần áo. Này thì cũng là quần áo của bà. Quần này thì là bà cũng mặc cũng vừa này. Quần này thì bà mặc ở trong xong là mặc cái váy nùng. Đấy. Tại vì những cái bộ quần áo của bà thì toàn là trang phục truyền thống của dân tộc nùng đó các bác ạ. Đây, áo của bà này. Những cái bộ này thì đến mùa hè thì mới mặc được. Đấy, mùa đông này thì không mặc được đâu. Đấy, ở đây thì toàn là những cái áo bộ các bác nhá. Đấy. Thông qua này thì có của bà khá là nhiều đấy. Toàn là của bà là nhiều thôi.
Đây cũng là của bà này. Này, phò. Này ở đây thì là mặc dù là những bộ quần áo của các bác mặc dù đã cũ rồi nhưng mà được các bác là gìn giữ rất là cẩn thận. Vâng ạ. Đây cũng như là giặt rũ rất là sạch sẽ. Đây. Cái này là quần áo của bà hết của bác nhá. Đây có một cái thì của bé Hiếu. Đây này phò. Đây. Đây còn ở đây là có thêm rất là nhiều cái quần bò này. Quần bò này thì là của em Quân thì mới mặc vừa thôi. Mặc vừa thôi Quân. Đây. Đấy, và bây giờ là hết thùng quà rồi. Trong này thì cháu Lực nhìn thấy là còn có một cái bức thư nữa các bác này. Ở đây thì Quân có biết đọc không? Có. Có đúng không? Vâng. Thế Quân thử đọc cho anh cùng với lại các bác nghe tâm thư của bà Hằng là nhắn nhủ cho em là gì nào. Cô gửi cháu Lực, cô Lê Thị Hằng, cô ở thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa. Cô có ít đồ của hai con. Thánh Vân đọc từ từ nào, anh xem nào. Mùng á. Hai cái mùng cùng một số. Đấy. Hai cái mùng cùng một số. Quần áo cũ gửi. Đây, ở đây thì có những cái chữ thì em Quân cũng chưa có biết mấy đâu cô bác ạ. Thành ra là em ấy không có đọc được lưu loát cho lắm. Đây, ở đây thì cho cháu Lực xin được phép là đọc lại. Là cho anh xin được phép đọc lại thay Quân luôn cô bác nhá. Đây, cô gửi cháu Lực, cô Lê Thị Hằng, cô ở thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa. Cô có ít đồ cũ, hai con, hai cái mà mùng cùng một số quần áo cũ gửi dùng ông bà và nói anh em cháu Quân 14 tuổi xin cháu nhận dùng và gửi tới gia đình ông bà và em Quân giúp cô. Cảm ơn cháu Lực nhiều. Cô chúc cháu Lực nhiều sức khỏe và gia đình vạn sự như ý. Chúc kênh của cháu phát triển hơn nữa để giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh vùng cao. Cô xin cảm ơn Hằng, Lê Thị Hằng. Đây, ở đây là bức thư của cô Lê Thị Hằng. Cô có nhắn nhủ tới cho cháu Lực cũng như là gửi đồ tới cho em Quân. Và qua cái thước phim này thì cháu Lực xin được cảm ơn cô Hằng. Chúc cô cùng gia đình thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Cảm ơn cô rất là nhiều và cũng rất là mong cô thông cảm cho cháu Lực. Cho cháu Lực xin gửi một lời xin lỗi tới cô Hằng. Hay thông cô thông đồ của cô thì cháu Lực đã nhận được tầm độ tầm hơn một tuần rồi. Cháu Lực chưa xuống và trao cho gia đình của em Quân được. Đến thời điểm hiện tại thì cháu Lực mới trao cho em Quân được. Hay có những cái phần quà nào mà các bác gửi tới cho em Quân ấy thì cháu Lực đều có trao cho em Quân hết rồi. Hay hôm đó thì sơ suất một chút cô bác không có để ý cô bác ạ, thành ra là rất là sơ suất rất là nhiều. Đấy. Con cảm ơn cô, con cảm ơn bà đã gửi quà cho con. Con chúc bà và gia đình thật nhiều sức khỏe, luôn thành công trong cuộc sống ạ. Bà thì hôm nay thì có thêm nhiều bộ quần áo hơn của bác ạ. Hãy ôm xong không bỏ nó đâu. Hãy một tí nữa thì phò tôi đi đây là tôi rổ. Đây bộ ra thằng bộ ra thằng đào hàng đây còn nung, bộ ra thằng đào xít đây còn nung. Đấy, trả lực à. Bà hát phò hát còn nông cảm ơn bóng cắm hả? Phò hát còn nông ở đây chứ ạ. Ây dô, vừa giúp đỡ đầy mi chi xét như nào cơ. Thôi giúp đỡ à, thôi bà ấy khẩm, khẩm khô nào cơ. Giúp đỡ để cần lại, cần cần chữ thú không dạ. Những cái lời bà chia sẻ với cháu Lực, thằng bà nói rằng là trong thời gian qua thì được tất cả các bác giúp đỡ em Quân cũng như là ông với bà thì bà rất là vui mừng của bác ạ. Nếu mà không có ông bà giúp đỡ thì cái khoản ngân hàng đấy thì chưa thể mà gửi được, thì sợ sau này là Quân không có đất mà bảo thế. Còn hiện tại thì cái tiền quý của cháu Lực cầm Quân của bác thì cũng được hơn là 60 triệu rồi.
và có một số cô bác và một và chị Giáng My có bảo cháu Lực rằng là nếu mà bao giờ làm nhà của em Quân thì là các chị sẽ giúp thêm một chút cô bác, nói là như nhà em Cương thế, đặt mà cháu Lực lên chia sẻ đấy. Thì chị Giáng My có nói với cháu Lực rằng là cứ đi vào tiến hành làm nhà của em Cương đi, thì số tiền mà giúp đỡ em Cương là còn thiếu chút nào thì chị sẽ là người bù cho. Và rất là may mắn khi mà cháu Lực trong cái quá trình cháu Lực vừa làm thì vừa nhận được phần trợ duyên của các bác gửi tới cho em Cương. Thì hiện tại là ngôi nhà của em Cương cũng đã xong hết rồi. Bây giờ thì cháu Lực đang đợi em Cương là đi làm về thì cháu Lực sẽ lên công khai tài chính sau cô bác ạ. Thì rất là mong cô bác anh chị sẽ thông cảm cho cháu Lực cô bác nhé. Phải nói là thời tiết vào mùa này thì khá là lạnh. Quân thì ở nhà ấy thì thấy bà mà đưa bé Hiếu đi học ấy không có mặc áo ấm thì bảo bà nhắc bà là đeo tất này, đeo ủng này, đội mũ này đầy đủ cho em bé Hiếu nhá. Bé Hiếu thì tất cả mọi cái quần áo thì có đầy đủ hết đúng không? Ở đây thì không còn thiếu cái gì cả. Đấy. Quân thì thật sự ra cô bác ạ, những cái bộ quần áo của em Quân trên người đang mặc thì hoàn toàn là được các bác là gửi cho hết cả thôi. Không có bộ quần áo nào, có một hai bộ quần áo là em Quân là tự mua được. Ở đây thì trước kia thì Quân đi làm tự mua được hay là như nào? Trước kia là em đi làm em mua thôi. Đi làm là em mua thì em đã từng đi làm những công việc gì để mua được quần áo? Em đi làm phụ xay ạ. Phụ xay ạ? Phụ xay thì mình cụ thể là làm những công việc gì, em có thể nói cho anh nghe một chút được không? Là em là xách vớ cho mấy anh để mấy anh làm thôi. Xách vớ cho mấy anh à? Thế là lúc đấy là mình mới mua được quần áo đúng không? Hay từ lúc mà cháu Lực vừa mới lên chia sẻ Quân của bác thì Quân là có hai bộ quần áo, có một cái áo cọc hay sao ấy, và lại có thêm hai cái quần, một cái áo dài tay cho các bác. Xong đến lúc đấy thì được chị Giáng My là gửi tiền cho cháu Lực để cháu Lực đưa em Quân đi ra chợ phiên để mua. Đấy, ông bà thì cũng thế, những cái áo của ông bà mặc thì những cái áo ấm ấy thì hoàn toàn là được các bác gửi cho hết cả của bác ạ. Như buổi tối ngủ thì có lạnh không Quân? Có. Buổi tối thì ngủ lạnh rồi à? Đó. Thế thì lạnh như này thì mình có cần phải mua bản để quay trước không? Đây em cũng có, hôm trước là mua vẫn còn, cho mấy hôm nay là cho bác mượn thôi. Mắc giả thì em để ạ. Thế thì nếu mà bạn ấy không có chắc ấy, thì bảo anh. Thì anh mua thêm một chút bạt ở đây thì mình không cần phải quay cả ngôi nhà. Mình chỉ cần quay cái chỗ mà ngủ thôi. Vâng ạ. Đấy, có thể quay cái chỗ ngủ thôi. Có thể là quay ở đằng sau này. Vâng. Hay đằng sau này thì gió rất là lạnh. Và ở đằng trước này thôi. Hay là cái phần là cửa này thì không cần. Còn cái chỗ ngủ của em kia nữa cô bác này. Cái chỗ ngủ Quân thì nhìn vào thì cũng rất là lạnh lẽo. Cho Lực nhìn thấy là có hở rất là nhiều những cái tấm... hở rất là nhiều những cái khe hở. Buổi sáng sớm thì em Quân dậy thì cũng biết là gấp chăn màn quần áo mọi cái là rất là ngăn nắp của bác ạ. Đấy, một ngôi nhà bé như này thì ở trong ngôi nhà thì có tận là bốn người đang ở. Bà thì ở với bé Hiếu thì là ngủ một chỗ rồi, còn em Quân với lại ông thì lại ngủ một chỗ của bác ạ. Đấy, vừa rồi thì ông đang lên trên này lấy cỏ đấy. Vâng. Ông ở trên này lấy cỏ thì bây giờ em có đi hộ ông để lấy nữa không? Có. Có à? Vâng. Thế thì bây giờ anh cùng em đi lên luôn nhỉ? Vâng. Anh em mình đi hộ ông là lấy cỏ thêm một chút của bác. Đấy, bãi không? Thỏ cất này phải không? Mấy cắn rồi qua. Thôi. Như cô bác có thể nhìn thấy là ngôi cái sàn của nhà em Quân đấy hở rất là lớn, các bác hầu như là vừa một là cái bàn tay luôn này. Đây, ở đây thì nếu mà bé Hiếu không cẩn thận là bị sụt xuống luôn. Mấy căng nó phò đấy, phò thì bà thì cứ luôn miệng nói là rất là biết ơn cô bác ạ, bảo là khi mà chết đi xuống dưới đất rồi thì vẫn còn nhớ đến cháu Lực với cô bác, bà bảo thế.
Nhưng mà cái công lớn nhất thì là được các bà, các ông bà và mạnh thường quân giúp đỡ cho gia đình của em Quân đúng không bác? Tại thời điểm hiện tại thì ngôi nhà của Quân thì cháu Lực đã ghi hình lên rất là nhiều lần rồi cô bác ạ. Trong thời gian tới thì cháu Lực cũng rất là mong sẽ nhận được thêm những khoản phần trợ duyên của các bác gửi tới cho em Quân. Ngôi nhà này thì nếu là bây giờ để mà sửa lại cô bác thì thật sự sửa nó rất là khó, và gỗ mọi cái thì đi mua thì cũng rất là đắt. Và bên nếu bây giờ cái số tiền của Quân thì được hơn rõ tầm hơn 100 thì cháu Lực sẽ thiết kế theo cái ngôi nhà mà hơn 100 một chút cô bác. Cháu Lực cũng đã tìm hiểu rất là nhiều mẫu nhà mà hơn 100 một chút rồi. Quần áo của bé Hiếu thì phơi ở đây à? Vâng ạ. Bò thì đi đâu rồi? Bò là ở trong này đang ngủ thế ạ. Đang à, cái bò thì đã đẻ chưa? Chưa. Chưa đúng không? Ông thì đi vào trên này lấy cỏ các bác, chỉ có đi lấy cỏ những cỏ dại về để cho bò thôi. Còn những cái cỏ như kiểu cỏ voi mà nhà anh Quân là dùng để trồng ấy thì sẽ để dành cho đến là hôm nào mà trời mưa lạnh quá không đi được ấy thì em Quân sẽ đi cắt cái cỏ đấy về. Bố ma chỗ khẳng hăn đâu. Và thọc nữa. Quân thì ở nhà thì đi giúp hàng xóm, còn ông thì ra đây cắt cỏ trước để khi mà hàng cắt cỏ xong thì Quân sẽ lại lên đây là vác lên cô bác ạ. Lên đây mà vác vác xuống nhà. Thì ông thì vừa cắt cỏ là vừa phát ra rừng luôn. Đây vừa hỏi nên vừa thăm luôn đấy cùng. Có vừa hỏi nên vừa lao hết cả. Mỗi lần mà ông đi lấy cỏ của bác đi phải nói là đi nguyên một ngày luôn. Thế là bẻ máy mà Vi. Con tam á? Con tam luôn không? Tại vì họ ăn này, họ chỉ ăn được này. Họ ăn, họ phát ra. Vi à? Chắc nào bà bác? Cái cỏ này là để lấy dành cho ngày mai đúng không? Vâng ạ. Cỏ này khô này liệu bò này có ăn không? Có ạ. Về nhà mình có phải cho thêm rơm vào không? Có ạ, nếu mà lúc nào có việc thì phải để rơm ạ.
Với lại mùa này cũng có cỏ nhiều, cũng phải để dưa mà. Mùa này thì là mùa đông, thành ra là ít cỏ, nó ít là mọc là được nhiều các bác ạ. Ông để dưa chứ mấy. Ông thì phải nói là rất là chịu khó các bác ạ. Vừa đi lấy cỏ xong lại vừa phát thêm nương rừng mọi cái các bác. Quân thì chiều tối là có đi làm gì được không? Có, bây giờ lấy cỏ về nhà xong à. Tí đợi ông về là thái xong lại lên giúp bác một tí nữa. Mày hôm nay em có hay đi lấy củi không? Có là hôm qua với lại hôm nay không đi lấy được thôi ạ. Hôm qua cũng giúp nhà bác cùng bác đi lấy củi với lại hôm nay lại cùng bác làm lá nữa. Còn thước phim này thì cũng khá là dài rồi các bác ạ. Hôm nay thì cháu được xuống và trao cái phần quà tới cho em Quân. Xuống và thăm gia đình của Quân thì cũng không có chuyện gì mà tiếp tục mà xảy ra cả cô bác. Hôm nay thì cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào cô bác. Cháu Quân chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị ạ.